Chào cả nhà mình buổi sáng. Giới thiệu với mọi người, đây là luống mùng tơi mà bữa trước mình đã cấy xen cùng với cải chip. Cải chip đã thu hoạch rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chăm sóc mùng tơi để được có mùng tơi ăn. Mùa này là mùa của mùng tơi đấy mọi người ạ. Hôm trước mình bổ sung cho nó một ít phân gà, chấu phân gà. Dạ vâng ạ, cho gà nữa đấy ông ạ. Hôm nay cái lá nó đã xanh mướt mướt rồi, mình không bỏ phân ure, phân hóa học. Chấu phân gà vẫn còn nguyên đây này mọi người này. Cái chen những cây cải bẹ Hà Nội và những khoảng trống để lấy rau cho gà. Người ăn bao nhiêu thì ăn, còn bao nhiêu cho gà. Còn đây là mấy cây rau rút xoăn còn sót lại, bữa trước mình đánh trồng. Và cũng có chen cả mùng tơi vào đây này mọi người. Bây giờ thì mình sẽ thu hoạch cái rau diếp xuân này, nó cũng đã đến kỳ thu hoạch rồi. Mình thu hoạch hết để cái khoảng trống cho mùng tơi nó lên. Và hôm nay mình sẽ bổ sung thêm phân cho nó bằng nước gạo mà mình giải từ nước nạ. Trồng cây và thu hoạch thì đó là sở thích của mình, nhưng có lẽ nếu như mọi người cũng giống mình sẽ trồng cây và đến khi kỳ thu hoạch thì cảm thấy sẽ rất là thích, bởi vì đó là cái thành quả của mình. Nó cứ tùm lum này, mình cứ như cứ cấy xen như vậy và lấp những khoảng đất trống để lấy rau cho gà nữa mọi người ạ. Hôm nay thì mình sẽ thu hoạch hết cái rau diếp xuân này, ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại thì vứt cho gà. Mấy cái gốc mùng tơi này chưa được bổ sung phân gà này. Đấy, cho nên là nó cũng nên còi cọc hơn ở bên đây. Đây nó mơn mởn hơn rất là nhiều mọi người ạ. Đấy, thời tiết cứ thay đổi liên sạch sạch cái băng nhỉ. Cây này hơi xa, mình phải với tay. Hôm nay mình lại thu hoạch được bằng này mọi người ơi.
thì rất là ngon. Còn bây giờ thì mình sẽ bổ sung thêm phân cho chúng. Đây là nước gạo được ngâm với nước giải và mình hòa thêm nước nã vào để tránh sốt cây. Mấy cái cây góc này đã được bổ sung phân gà vào trước rồi. Đáng nhẽ mình xới đất lên xong dập cái cỏ dại đi thì nó sẽ tốt hơn, khâu chăm sóc nó sẽ tốt hơn. Nhưng vừa xong mình không mang chép ra cho nên là mình tưới luôn, chia sẻ với mọi người. Video thu hoạch rau diếp xoăn và chăm sóc tiếp tục cho mấy cây mồng tơi và những cây rau diếp xoăn của mình đến đây tạm dừng. Xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Hôm nào thu hoạch mồng tơi mình sẽ chia sẻ với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.